Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy An Thành Phát Tân Uyên nha mọi người. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe đầu tháng 1 cho anh chị và các bạn. Lô Vario nha mọi người, Vario 125 và 150. Thì gần Tết rồi, anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình cứ liên hệ qua số Zalo mình để bên trên. Thì đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có em Thủy sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn. Mời Thủy ạ. Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ cập nhật giá xe tháng 1 của cửa hàng An Thành Phát Tân Uyên cho mọi người nhé. Mọi người theo chân cùng mình ạ. Thì hiện tại cửa hàng Vario 125, cửa hàng có đầy đủ các màu zin mọi người nhé. Nhưng mà do diện tích không đủ nên bên cửa hàng mình chỉ trưng một số màu 3D để cho mọi người tiện theo dõi thôi. Đây là màu đỏ candy, một màu xe rất là bán chạy ở cửa hàng mình. Mọi người xem kỹ. Đó, đây là phiên bản độ màu 150 nha mọi người. Thì hiện tại thì bản này màu nguyên bản giá nhiêu không? Hiện tại Vario 150 bên cửa hàng em có giá chỉ từ 49 triệu đối với màu zin đấy nhá. Đối màu sơn 3D thì mình chỉ cộng thêm giúp em từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu thôi ạ. Thì trả trước bao nhiêu em? Nếu mua dòng xe Vario 150 thì bên em hỗ trợ mình chỉ cần trả trước từ 5 đến 7 triệu thôi ạ. 5 tới 7 triệu mang theo chứng minh nhân dân đúng không? Vâng ạ, mình chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thôi anh nhé. Rồi ok, qua cái màu bên trong nha. Đây là màu xanh, màu xanh ngọc, đầu mũ cam ạ. Đây cũng là một màu bán rất chạy ở cửa hàng em ạ. Ngoài ra bên cửa hàng có nhận độ màu xe theo yêu thích của khách hàng nhé. Mọi người nếu có nhu cầu mua xe về cái màu xe mà mình yêu thích mà không thấy ở đây, không thấy cửa hàng em trưng bày thì có thể liên hệ qua số Zalo của em nhé, để em hỗ trợ tư vấn cụ thể hơn về cái màu xe mà mọi người yêu thích. Cửa hàng có nhận độ màu xe mà từ khoảng 2 đến 3 ngày là có thể có cái dàn áo mới cho mọi người rồi ạ. Đó, giá là giá con này nếu mà giá là 49 triệu, còn màu ví dụ mũ màu 3D như này thì có giá 51 triệu. 51 triệu. Rồi ok. Thôi, mình thấy có cái màu xanh nữa này mọi người. Các bạn để ý ha, có màu xanh dương như thế này rất đẹp luôn. Con này hiện tại giá nhiêu em? Hiện tại màu này thì mình 51 triệu 500, tại vì nó độ mũ màu trắng nữa. Màu 3D thì mình cộng thêm giúp em 1 triệu rưỡi với lại mũ màu cộng thêm 1 triệu rưỡi nữa. Là nó có giá là 52 triệu. 52 triệu. Đó, các bạn nhìn đi. Rất là nhiều màu nha. Rồi, con này thì có màu trắng nhám mà mọi người. Trắng nhám đi với mũ xanh. Thì màu sơn 3D thì có rất là nhiều luôn. Nhưng mà anh chị và các bạn nào mình thích những cái mẫu màu nào ngoài những cái video, những cái con mà nằm trong video này thì mọi người có thể là liên hệ mình liên hệ qua Zalo để mà em Thủy gửi tư vấn cụ thể hơn chi tiết các mẫu ha. Rồi cái màu zin mà hiện tại này thì nhiêu em? Nếu mà màu zin của bạn 125 bên cửa hàng em có giá chỉ từ 39 triệu thôi anh nhé. Con này là 39 triệu à? Dạ vâng ạ, màu zin 39 cộng với mũ màu 1 triệu rưỡi là 40 triệu 500 ạ. Rồi ok. Đối với dòng xe Vario 125 thì bên em hỗ trợ mình không cần phải trả trước ạ. Còn giấy tờ thì chỉ cần có căn cước công dân hoặc là căn cước công dân có gắn chip hoặc là chứng minh nhân dân. Về giấy tờ thì mọi người nhắn tin cụ thể hơn cho em qua Zalo hoặc là fanpage Honda An Thành Phát nhá. Em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho mọi người về giấy tờ thủ tục mua xe ạ. Đó. Đây là một màu, cái màu zin của phiên bản 125 là màu đỏ bóng ạ. Màu này giá nhiêu không? Màu này màu zin nên có giá 39 ạ. 39 à? Dạ vâng đúng. Rồi bên này thấy có màu tím nữa này. Tím của 125 nè. Nói chung là nếu anh chị và các bạn mình thích Vario 150 mà màu tím như này, tới bên cửa hàng vẫn hỗ trợ qua cho anh chị và các bạn nha. Nên các bạn mình cứ yên tâm ha. Đó. Con này thì hiện tại giá cũng là 39, mà màu độ thì cộng là 40 triệu 500 ạ. 40 triệu 500. Không cần cả trước em. Dạ vâng đúng rồi ạ. Đó, các bạn nhìn đi, rất là nhiều màu. Rồi, quay mấy con Jupiter giùm anh đi. Jupiter hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ 27 triệu 500 thôi anh nhé. Đối với dòng xe này cửa hàng em hỗ trợ mình chỉ cần trả trước từ 2 triệu thôi ạ. 2 triệu. Rồi, WRS. WRS X thì hiện tại bên cửa hàng em có giá chỉ từ là 18 triệu 500 thôi ạ. 18 triệu 500. Quay Alpha thì cũng có giá chỉ từ 18 triệu thôi ạ. Đối với những dòng xe này thì mình chỉ cần trả trước giúp em 2 triệu thôi anh nhé. Rồi, quay Black em. Quay Black giá nó cũng dao động như là quay Alpha như là WRS X thôi ạ. Đó. Thì những cái dòng xe này nếu mà mình ở xa
tới mua thì có được hỗ trợ. Nếu khách hàng ở xa tới mua được xe thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe từ từng dòng mọi người nhé. Đó, các bạn chịu khó nha. Tại vì khi mà mình có xem kênh này, mình ở xa mình tới mình cứ liên hệ mình nói với Thủy á, mình có xem thì bên Thủy sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn ha. Đó thì đó là giá xe ở đầu tháng 1 cho anh chị và các bạn nha. Các bạn nào mình muốn mua thì mình chịu khó mình xem cho kỹ nha. Đây là báo chuẩn giá cho anh chị và các bạn là Vario 125, Vario 150 cho anh chị và các bạn nha. Rồi. Xe tháng này thì cực kỳ ưu đãi, mọi người nên mua, tranh thủ mua sớm để mình còn kịp làm biển số trước Tết nữa. À, vẫn làm biển số trước Tết luôn hả? Dạ vâng đúng rồi ạ. Rồi ok. Đó, rồi mọi người xem thì nhớ like cho Sĩ Mạnh để ủng hộ em Thủy nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ha.